Thì bây giờ là tình trạng dạ dày mình đang yếu nên là mình ăn thức ăn lỏng dễ tiêu dùm em nha. Rồi có gì tụi em sẽ liên hệ lại bệnh viện sớm nhất có thể cho mình. Khi nào có thì tụi em sẽ liên hệ lại. Tại vì tình trạng bệnh viện đang quá tải á. Với trên dưới 4.000 ca F0 mỗi ngày trong suốt thời gian qua, bệnh viện quá tải, đội xe cấp cứu 115 phải làm việc hết công suất. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đang phải chịu một áp lực vô cùng lớn trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo thống kê, thì hiện nay toàn thành phố có 200 xe cứu thương còn hoạt động trong mùa dịch này để chuyên chở từ 1.500 đến 1.600 bệnh nhân mỗi ngày. Chính vì thế, vấn đề huy động các nguồn lực từ hệ thống vận tải tư nhân để cải tạo thành những xe cấp cứu chuyên dụng đã được đặt ra trong một bối cảnh chưa hề có tiền lệ như hiện nay. Những người tài xế taxi, xe khách lại khoác lên mình bộ đồ bảo hộ y tế, xung phong ra tuyến đầu của trận chiến. Và thế là những biệt đội cấp cứu 115 vô cùng đặc biệt đã được ra đời. Chúng tôi vẫn hành nghề lái xe. Chúng tôi vẫn chạy trên chiếc xe mà hàng ngày phục vụ những hành khách có nhu cầu đi lại. Nhưng không ai có thể ngờ rằng có một ngày những tài xế taxi như anh Đặng Xuân Tùng lại phải thay bộ đồng phục của mình bằng bộ đồ bảo hộ trùm kín khắp người. Những kỹ năng giao tiếp, chào hỏi thân thiện với khách hàng giờ thay bằng một tấm chắn để phân rõ ranh giới tiếp xúc. Khoang chứa hành lý mà hàng ngày anh vẫn mở ra đóng vào giúp khách, thay vào đó là những bình oxy y tế màu xanh. Không còn những giây phút tan ca thông dong đưa xe về bãi, không còn những buổi cơm sum họp gia đình, mà thay vào đó là những cuộc gọi bất chợt vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Ủa, nhưng mà giờ có đang sẵn không hay là đang bận bận buồn bệnh nhân rồi? Bây giờ hiện tại là chưa có nhận bệnh nhân đó. À, nếu vậy thì hỗ trợ giúp em cái ca ở 160 Võ Thị Sáu, quận 3, giùm đi. Rồi, chờ đầy để ghi thông tin lại. Thì mới lúc đầu á, nó thật ra với mọi người á là giấu vợ đăng ký để nhận nhiệm vụ này. Mà khi đi làm rồi á thì vợ mới phát hiện ra, nhưng mà vợ cũng động viên. Đầu tiên mà dễ tiếp xúc với không mà rất hồi hộp, rất sợ. Bây giờ đã nắm bắt được kiến thức rồi thì và xe được trang bị vách ngăn đầy đủ. Cho nên là khẩu trang rồi cẩn thận, nói chung mọi thứ đều cẩn thận hết, cho nên bây giờ tự tin rồi, không sợ nữa. Mà cảm thấy vui, vui vì giúp được nhiều người và chuyển nhiều bệnh nhân tới bệnh viện kịp thời. Kể từ khi xác định tham gia vào biệt đội taxi cấp cứu 115, anh Tùng phải cách ly với gia đình và người thân. Cuộc sống của anh từ đó gắn chặt với chiếc vô lăng. Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi của anh cũng là những phút giây hạnh phúc nhất. Hello con. Hello boy. Có ăn uống gì chưa? Chưa con. Bố chỉ sáng ngủ dậy rồi bố pha ly cà phê uống đỡ thôi, chưa kịp ăn con, là chuẩn bị nhận nhiệm vụ rồi. Rồi, ba mày con yên tâm nha, bố cố gắng, bố làm xong nhiệm vụ rồi bố sẽ về. Rồi bố tự cách ly trước, rồi sẽ về nhà tới nhà chứ con nha. Vậy nha, bye bye nha, chỗ bố chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đây. Bye bye con, bye bye em. Anh Đặng Xuân Tùng là một trong 200 tài xế taxi Mai Linh tình nguyện tham gia vào biệt đội taxi cấp cứu 115 theo lời kêu gọi của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 28 tháng 7. Các xe taxi này được hoán cải thành một xe cấp cứu bán chuyên dụng. Trên xe được trang bị những thiết bị y tế cơ bản như bình oxy, mặt nạ thở, máy đo SpO2, kit xét nghiệm nhanh. Các xe này được Sở Y tế và Sở Giao thông Vận tải phân bố ở các bệnh viện, các trung tâm cách ly quận huyện. Khi người dân gọi cho 115 để báo bệnh cần cấp cứu hoặc chuyển bệnh,
thì trung tâm sẽ điều phối để điều xe đưa đến bệnh viện phù hợp. Cái hoạt động này nó mang tính rất là lịch sử, rất là đặc biệt, và đặc biệt ở đây là chưa có ai làm bao giờ và chúng tôi cũng chưa từng làm bao giờ. Và bây giờ với tinh thần là thành phố giao cho thì chúng tôi thực hiện như nhiệm vụ của những người lính ra trận, ra tuyến đầu vậy. Chúng tôi nghĩ rằng là nếu cái đội xe này thành công thì sẽ áp dụng kinh nghiệm cho các thành phố lớn. Do vậy cho nên là chúng tôi cũng nghĩ rằng là lấy tinh thần của người lính để đào tạo, để huấn luyện, để kêu gọi và khích lệ anh em. Anh em được phụ cấp mỗi ngày 1 triệu đồng với một cái ca 24 giờ hay là 500.000 đồng cho ca 12. Một biệt đội taxi cấp cứu có biên chế 3 người, bao gồm một tài xế và hai điều dưỡng. Họ phải phối hợp với nhau thật ăn ý để bảo đảm vừa xử lý các tình huống cho bệnh nhân an toàn, vừa đưa đến bệnh viện kịp thời. Đây là một ca cấp cứu điển hình như thế. Nhận được cuộc gọi cấp cứu của 115, xe số 93 của tài xế Hoàng Đức Lương cùng hai điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyết và Phạm Trần Phú đã có mặt ngay tại hiện trường. Bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine. Sau khi đánh giá tình hình và thực hiện các biện pháp sơ cứu như hỗ trợ thở oxy ngay trên xe, cuối cùng biệt đội taxi cấp cứu đã kịp thời chuyển bệnh nhân đến bệnh viện 175 trong thời gian ngắn nhất. Nên bên xe em á, thường chuyến đi từ 3 đến 4 bệnh cũng bình thường luôn á. Tại vì đông quá, nhiều khi cả một gia đình nó chở nặng hết nên bọn em phải chuyển đi luôn. Sau khoảng 5 đến 7 ngày trở lại đây thì chúng em đã được bổ sung cái cơ yếu, thuốc, men, dụng cụ, thì tụi em đã được đáp ứng những cái đó thì tiến hành nhanh gọn lẹ hơn và tiến hành có hạ cho bệnh nhân những cái nhu cầu cần thiết để mà cấp cứu một bệnh nhân thì hoàn tất hơn. Trên đường đi á, bệnh nhân có những cái chuyển biến bất ngờ nữa, như FPO2 tuột nè, bọn em phải xử lý liền. Rồi nhiều khi là huyết áp á, bệnh nhân có suy tim á là huyết áp nó tăng, bọn em có chuẩn bị thuốc luôn à. Số lượng xe thì hạn chế, thì thêm đội xe taxi như thế này thì chúng ta sẽ có thêm một cái sự hỗ trợ để chuyển cho những cái bệnh nhân nó đến nơi cần cấp cứu cần thiết tốt hơn. Điều quan trọng là đưa bệnh nhân đến chỗ khu vực an toàn nhất, nhanh nhất. Khi nhận công việc này thì em cũng có một chút hơi lo lắng ạ. Tại cũng sợ mình sẽ bị lây nhiễm ạ. Nhưng mà khi con chuyển xe đầu tiên ạ, vận chuyển được người bệnh đến bệnh viện kịp thời ạ, thì em cũng cảm thấy vui trong lòng ạ. Nên cũng không còn chút lo lắng nữa. Đêm nay lại là một đêm thật vắng lặng ở thành phố vốn được mệnh danh là không ngủ này. Cái tĩnh mịch đó vẫn khiến cho nhiều người cảm thấy không thể nào quen được. Bởi ẩn sau cái vẻ bình yên đó là nỗi thấp thỏm, lo âu của biết bao người. Và đêm nay, họ vẫn ngồi đợi những cuộc gọi. Alo, đội taxi cấp cứu 115 xin nghe ạ. Dạ, địa chỉ nhà của bệnh nhân ạ. 25/4 đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp ạ. Dạ, cho em hỏi là nhà mình có mấy trường hợp ạ? Dạ, 1, 2 ạ. Dạ, rồi em cảm ơn ạ. Dạ, tình hình mình của bệnh nhân như thế nào ạ? Có khó thở không ạ? Bệnh nhân khó thở, mệt. Dạ. Trong 5 phút nữa chúng tôi sẽ có mặt ạ. Lại một ca F0 trở nặng cần chuyển ngay đến bệnh viện và biệt đội cấp cứu lại lên đường. Tối ngày hôm qua là ngày 5 tháng 8 năm 2021 á,
thì là có một bệnh nhân có biểu hiện là kêu là khó thở, mệt mỏi. Sau khi gọi đội cấp cứu 115 báo cho tụi em thì trong vòng 5 phút tụi em đã có mặt. Và bệnh nhân là bắt đầu là không có dấu hiệu gì là tỉnh táo nữa, không còn nhịp thở nữa. Tụi em tiến hành nhồi tim cho truyền thuốc để cấp cứu adrenaline, rồi truyền tĩnh mạch, rồi nhồi tim, rồi cho thở oxy. Thì sau một hồi kích hồi sức tim mạch đó, thì bệnh nhân đã tỉnh lại, huyết áp thì là 9/5, mạch thì 70 lần phút và SpO2 thì là 90. Thì chúng em sau khi mà hồi sức xong thành công thì chúng em chuyển lên bệnh viện tuyến trên ạ. Với những người tài xế xung phong vào đội taxi cấp cứu, việc tự cách ly với gia đình, người thân cũng là cách để bảo đảm cho sự an toàn của cộng đồng. Thế nhưng trong cuộc sống vẫn có những tình huống không thể lường trước, khiến họ rầy rứt mãi. Mẹ vợ tôi vừa mất thì cũng buồn chứ. Người thân mình mất mình cũng buồn, tự ra buồn cái là mình không về được, mình không viếng được. Thì tôi cũng có gọi điện về hỏi thăm, cũng khuyên mấy đứa em, mấy đứa cháu thì tôi được buồn nữa. Thì mình đi như vậy đó. Nhà không có một người đàn ông nào hết, nhỏ không à. Có trải qua những phút giây sinh tử mới thấy trân quý hơn một sự giúp đỡ kịp thời. Câu chuyện đẹp về người tài xế Nguyễn Thanh Như Thảo hỗ trợ cho một thai phụ chuyển dạ mẹ tròn con vuông này lại như tiếp thêm cho chúng tôi một niềm tin về nghĩa đồng bào trong cơn đại dịch. Vào ngày 10 tháng 8 năm 2021, lúc 4 giờ sáng, trên đường đi đón khách cấp cứu, tôi có chạy ngang đường Lãnh Minh Thăng, thấy vợ chồng sản phụ đang nằm trên đất và ngoắc xe lại nhờ chuyển tới bệnh viện Hùng Vương để đi sinh. Tôi có dừng lại và cùng chồng sản phụ bế sản phụ lên xe và đưa đến bệnh viện. Nhưng khi tới giao lộ 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt thì sản phụ đã sanh trên xe và tôi phụ giúp chồng sản phụ sanh cháu bé và nhanh chóng đưa tới cơ sở y tế bệnh viện Hùng Vương để bác sĩ chăm sóc cho mẹ và cháu được an toàn. Những tấm lòng nhân ái, hết lòng vì sự sống của người bệnh đã tạo nên một hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng trong trận chiến cam go mà thành phố đang phải trải qua. Trân trọng với những hành động đó, vừa qua Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong đã gửi thư đến với các thành viên biệt đội taxi cấp cứu F0. Trong thư, Chủ tịch thành phố gửi lời cảm ơn đến với những chiến sĩ thầm lặng với hành động vô cùng cao cả, tranh thủ từng giây, từng phút để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Qua đó, ông cũng kêu gọi mỗi tổ chức một hành động tốt, mỗi người dân một nghĩa cử đẹp, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Em sẽ tình nguyện làm đến khi nào mà Sài Gòn khỏe lại mới thôi. Em sẽ chạy đến bao giờ mà Sài Gòn yên ổn trở lại thì em mới đến trở về công việc bình thường thì em mới sẽ thôi anh ạ. Những tia nắng bình minh báo hiệu cho vạn vật hồi sinh trong một ngày mới. Cái ngày mà thành phố sẽ khỏe lại sẽ là lúc mà chúng ta, những người đã sống qua thời khắc lịch sử này, sẽ nhìn lại và cảm nhận sâu sắc hơn cái tình, cái nghĩa mà mọi người đã dành cho nhau trong cơn hoạn nạn. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi xin cảm ơn.